Manchester United thời hậu Sir Alex Ferguson thực sự đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Từ một đội bóng hàng đầu ngoại hạng Anh, họ rớt tỏm thành một câu lạc bộ làng nhàng. Cùng với đó là không ít những cầu thủ mất phong độ, ra đi v.v. Song có một vị trí thực sự mang đến một sự yên tâm đáng kinh ngạc về trình độ không tưởng của cầu thủ này, đó chính là David De Gea. Bao năm qua MU luôn gây thất vọng bởi lối chơi thiếu bản sắc, phong độ yếu kém, nhưng chưa ai dám chỉ trích vị trí thủ môn, bởi ở đó De Gea luôn thể hiện là một trong những thủ môn xuất sắc bậc nhất lịch sử làng túc cầu. Màn trình diễn siêu hạng trước Tottenham một lần nữa khẳng định giá trị của anh là không thể chối cãi. Mỗi lần David De Gea có một màn trình diễn đỉnh cao, người hâm mộ Manchester United đều nhắc lại câu chuyện Sir Alex Ferguson đã chiêu mộ anh. Đấy là một câu chuyện thú vị và nghe mãi không chán. Sir Alex đã có đủ kinh nghiệm cay đắng trong việc tìm kiếm thủ môn. Sau đỉnh cao của cú ăn ba năm 1999, Peter Schmeichel dứt áo ra đi. Và Manchester United đã trải qua nửa thập kỷ long đong cho đến khi tìm được Edwin van der Sar. Trong 6 năm từ mùa hè năm 1999 đến mùa hè năm 2005, trái tim của các Manusians thường xuyên bị bóp nghẹt khi Massimo Taibi, Mark Bosnick, Tim Howard, Ricardo và Fabian Barthez liên tục phạm sai lầm ngỡ ngàng. Những tháng ngày ấy, các tiền đạo của họ luôn phải bước vào sân trong tâm thế lấy công bù thủ. Rút kinh nghiệm từ việc ấy, Ferguson đã dành rất nhiều thời gian lẫn tâm huyết để tìm người thay thế Van der Sar. Kết quả từ sự nghiên cứu ấy là sự xuất hiện của David De Gea vào mùa hè năm 2011. Ngày ấy, De Gea chưa tròn tuổi đôi mươi, thân hình mảnh khảnh nhưng dáng vóc lêu khêu giống người đàn anh, khiến thủ thành người Tây Ban Nha được gọi là Van der Gea. 8 năm sau ngày ấy, không còn ai kêu tên Van der Sar nữa, bởi De Gea đã viết nên trang sử hào hùng của riêng anh. Ole Gunnar Solskjaer, đồng đội của cả Schmeichel lẫn Van der Sar, mới đây đã phải thốt lên: De Gea sẽ trở thành thủ môn hay nhất trong lịch sử Man U. Nhìn De Gea thi đấu, người ta thấy anh đích thị là của để dành của Sir Alex Ferguson. Ông già ganh người Scotland đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng dấu ấn của Manchester United vẫn còn sâu đậm. Những người kế vị David Moyes, Luis Van Gaal hay Jose Mourinho có thể thầm trách vì sao Ferguson để lại một đội hình yếu kém chất lượng, khiến họ chiêu binh mãi mã bao nhiêu cũng chưa thể sánh với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng đồng thời, họ cũng phải biết ơn vì Ferguson đã để lại De Gea quá vững chãi. Trên Daily Mail, cựu huấn luyện viên thủ môn Eric Steele của Manchester từng kể lại câu chuyện bất hủ. Ông viết: theo tôi nhớ, suốt 27 năm làm việc tại câu lạc bộ, Sir Alex chỉ bỏ lỡ đúng 2 trận. Trận đầu là Derby thành Manchester năm 2000 khi ông phải giữ đám cưới con trai. Trận thứ hai là tại Cúp Liên Đoàn, Manchester đấu Scunthorpe khi ông đi thẩm định David De Gea. Thực ra, Eric Steele nhớ sót. Ferguson tổng cộng nghỉ 3 trận. Vì trước trận Derby Manchester, Ferguson từng nghỉ trận Manchester tiếp Middlesbrough trên sân nhà vào năm 1998 vì nhà có tàn. Nhưng ngay cả như thế đi nữa, mọi người thấy Sir Alex xem trọng De Gea đến nhường nào. Trước khi thân chinh đến Tây Ban Nha xem De Gea thi đấu, Ferguson đã cử Eric Steele đi nghiên cứu thủ môn này ròng rã nửa năm trời. Eric viết: sau khi nghiên cứu kỹ càng, tôi khẳng định cậu nhóc 19 tuổi là sự lựa chọn đúng đắn để thay thế Van der Sar. Tôi đưa cho Sir Alex một DVD tổng hợp những pha cứu thua của David, nhưng ông vẫn muốn tận mắt chứng kiến De Gea thi đấu trong trận Atletico Madrid gặp Valencia. Eric kể tiếp: đến phút thứ 65 trận ấy, Sir Alex biết ông đã nhìn thấy người thay thế Van der Sar. David cho thấy tài nghệ, sự tập trung và phản xạ tuyệt vời. Trên chuyến bay trở lại Manchester, Ferguson khẳng định với người đi cùng rằng ông dứt khoát phải chiêu mộ De Gea. Khi De Gea đến Manchester United, rất nhiều người tỏ ra hoài nghi vì anh quá mỏng người. Giữa một ngoại hạng Anh gồm toàn những cầu thủ vai u thịt bắp, nom De Gea lại càng lều khều. Nhưng Ferguson luôn tự tin
ông có thể thay đổi diện mạo của De Gea. Một chương trình tập luyện tỉ mỉ được đề ra và De Gea buộc phải tuân thủ. Trong thời gian đó, De Gea vẫn được cho thi đấu thường xuyên để thích nghi. Ferguson sẵn sàng hy sinh một mùa bóng để trau dồi sự tự tin cho De Gea. Và dù phạm sai lầm không ít trong một năm đầu tiên, Ferguson chưa một lần chỉ trích chàng trai trẻ đến từ Madrid. Ferguson gần như là người duy nhất bảo vệ De Gea. Chính Eric Steele cũng không hài lòng với thái độ của De Gea hồi ấy, khi tố thủ môn này ăn quá nhiều taco và lười biếng. Cậu ta ngủ 2-3 giấc mỗi ngày, quá nhiều với một vận động viên chuyên nghiệp. Steele nói, David cũng cần phải làm chủ phòng ngự tốt hơn. Nhưng làm chủ kiểu gì đây khi trước mặt De Gea thời đó toàn là những đại ca rắn mặt: Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrick Evra, v.v. Chính những người đàn anh này khi mới đến Manchester United cũng chầy vì chốc vậy vì những lời chỉ trích. Và họ đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể trụ lại. Họ không thể ve vuốt De Gea vì họ biết chỉ có gian nan mới tôi luyện nên một ngôi sao thực thụ. De Gea nhớ lại những ngày gian nan ấy khi bộc bạch với Adam Carfon trong một quyển sách về bóng đá Tây Ban Nha. Đấy thực sự là một trải nghiệm khốc liệt. Tôi đến một đất nước mới, ngồi trong phòng thay quần áo toàn những người xa lạ. Họ nói thứ tiếng mà tôi không hiểu gì. Tôi lại còn quá trẻ, ở cái tuổi mà lũ trẻ chỉ vừa vào đại học. Tôi phải ngồi trong căn phòng mà mọi người không chỉ muốn thắng một trận đấu mà còn muốn thắng cả trong đấu tập. De Gea nói tiếp, Manchester United ngày ấy có một hàng thủ giàu kinh nghiệm với những biểu tượng như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrick Evra. Tôi nhớ Rio nói với tôi, anh biết chú mày còn trẻ, nhưng đây là Manchester United, bọn anh chỉ chấp nhận những người giỏi nhất. Ngày nghe tin Manchester muốn chiêu mộ tôi để thay Van der Sar, tôi nghĩ mình đã lầm. Áp lực từ bên trong và cả bên ngoài, báo chí dập De Gea dữ dội. Phóng viên của The Sun theo chân De Gea sát gót và họ lập tức thổi bùng lên câu chuyện anh ăn trộm một cái bánh donut trị giá có 1,19 bảng trong siêu thị. Một tờ báo khác truy tìm Massimo Taibi và thủ thành người Italia bảo nhìn thấy những điểm tương đồng giữa De Gea và chính anh thổi trước. Một lý do quan trọng nữa khiến De Gea loạn choạng những ngày đầu ở Anh là do anh bị viễn thị. Đã vậy còn đáng trí nên suốt ngày quên mang kính áp tròng. Tóm lại, nhìn bước khởi đầu của De Gea, chẳng ai có thể ngờ có ngày anh lại trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Anh được bầu là cầu thủ hay nhất của Manu 3 năm liền. Từ 2014 đến 2016, anh vào đội hình tiêu biểu của PFA, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh, 5 lần trong 6 năm liên tiếp. Anh tạo cảm hứng cho không biết bao nhiêu bức ảnh troll và meme trên mạng xã hội. Hiểu rõ tài năng của anh không ai khác hơn là những đồng đội. Ander Herrera nói, David có gì đó thật đặc biệt. Đôi khi trên sân tập, tôi sút một cú ưng ý và đinh ninh kiểu gì cũng vào. Vậy mà anh ta vẫn trồi lên cản được. Tôi ôm đầu, nhìn anh ấy và cười trừ. David có sự bình thản lạ kỳ trong mọi trận đấu. Khi tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt sau một pha cứu thua, anh ấy vẫn đứng dậy điềm nhiên như đấy là một việc rất dễ dàng. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi căng thẳng trước một trận cầu lớn. David bước đến bóp vai tôi và bảo, nào nào Ander, có gì đâu mà lo, bọn nó sút kiểu gì mà đòi ăn được tôi. Bán kết cúp FA năm 2016, De Gea cản phá thành công một quả penalty của Romelu Lukaku. Ai cũng hoan hô De Gea như người hùng. Nhưng De Gea nhìn Herrera và nói, thôi chuyện qua rồi nói lại làm chi, ngày mai cậu làm gì. Herrera nói, anh ấy cản phá một quả 11m, vậy mà cư xử như sinh viên làm bài tập về nhà vậy. De Gea không bao giờ hài lòng với bản thân, anh ấy luôn muốn giỏi hơn. Bây giờ nói về sự phản xạ trên tuyệt vời của De Gea, người ta cần phải quay lại xa hơn nữa. Cậu bé De Gea sinh ra ở ngoại ô Madrid và anh đã khởi đầu với bóng đá từ sân Futsal. Manuel Infante, giáo viên dạy thể chất của De Gea, vẫn rất ấn tượng với mái tóc vàng và chiều cao của cậu học trò. Ở trong lớp học, Infante giải thích, giáo viên bảo bọn trẻ hãy viết ước mơ của mình. Trong lúc bạn bè mơ thành diễn viên, nhà khoa học thì David biết, con muốn trở thành Peter Schmeichel. Phong cách của De Gea và Schmeichel khác nhau rất xa.
Sami Zayn hâm hố, mạnh mẽ, la hét với tất cả. De Gea thì làm công việc của anh một cách thầm lặng hơn. Sami Zayn thỏa còn đỉnh cao có một động tác mà sau này người ta gọi là cú búng ngôi sao. Khi đối diện với một cú đánh đầu, anh búng người lên, dang rộng tứ chi để bóng chạm đầu thì chạm. Bóng rất nhiều lần chạm trên Sami Zayn trong lúc đôi chân của anh đang vung lên. De Gea thì khác. Anh có những cú cản phá bằng chân cực kỳ chủ động. Khi bóng đi cạnh người, thay vì cố đổ người và thường là quá chậm như những thủ môn khác, De Gea vung chân ra để cản phá. Đấy là vì cái quá khứ dùng chân trên sân futsal. Có một điều có lẽ mọi người hơi bất ngờ. Găng tay của De Gea có size từ 10 đến 11, lớn hơn Sami Zayn số 9. Bàn tay to giúp De Gea có khả năng chụp dính bóng tốt hơn. Cú bay người ôm gọn quả sút phạt của Harry Kane mới đây chứng minh cho điều đó. Trận đấu với Tottenham hôm ấy, De Gea có 11 pha cứu thua, trong đó quá nửa là những phản xạ chân rất nhanh. De Gea nhớ lại, nếu bóng bay đến, tôi luôn chọn nên phản xạ bằng tay hay bằng chân. Nó đã ngấm vào máu. Nhiều huấn luyện viên thủ môn cố thay đổi điều đó, nhưng tôi không chịu. Tôi thích dùng cả tứ chi. Không ngờ nó sẽ trở thành thương hiệu. Trong số những người cố khuyên De Gea đừng dùng chân nữa, không có Sir Alex Ferguson. Thứ nhất, vì ông không quá đi sâu vào chi tiết các buổi tập. Thứ hai, vì ông luôn tin tưởng De Gea, luôn kích thích cho học trò được là chính anh. Khi truyền thông Anh dồn dập tấn công De Gea, thậm chí còn kêu gọi Ferguson phải loại De Gea để trao cơ hội cho thủ môn Ben Amos, Sir Alex vẫn giữ niềm tin vào cầu thủ mà ông đã lựa chọn. Một bước ngoặt lớn diễn ra khi Manchester United đến sân Real Madrid cho một trận đấu tại Champions League. Ferguson mang De Gea vào phòng họp báo của ông trước truyền thông Anh Quốc và Tây Ban Nha. Ferguson bảo De Gea có tài năng đặc biệt. De Gea nói, chính xác là những từ ấy. Ông ấy bảo tôi giống cậu bé chập chững biết đi. Nó sẽ ngã, nó sẽ lồm cồm bò dậy, lại ngã. Nhưng mỗi lần ngã, đứa bé sẽ tiến gần hơn đến việc biết đi. Và hôm nay, cậu bé ấy đã đi được rồi, Ferguson nói chen vào. Niềm tin ấy đã truyền một nguồn cảm hứng cực lớn đến chàng trai trẻ. Và hôm ấy, anh chơi một trận tuyệt hay giúp Manchester United giành trận hòa 1-1. Cuối mùa ấy, Ferguson nghỉ hưu. Nhưng lúc này, De Gea đã trở thành chàng trai bản lĩnh. Con chim non nớt ngày nào đã đủ lông đủ cánh. Nhưng thỉnh thoảng, Ferguson vẫn trò chuyện với De Gea qua những cuộc điện thoại, qua những bữa ăn thân mật. Và cạnh De Gea vẫn còn đó những cổ vũ lẫn chỉ trích anh nhiệt thành nhất. Ông bố, Jose, cựu thủ môn của Getafe. Khi tôi còn trẻ, bố tôi cực kỳ nghiêm khắc, giờ đã mềm mỏng hơn. Nhưng bố vẫn luôn cảnh báo tôi phải giữ chân trên mặt đất. Bố tôi chú ý đến từng chi tiết, De Gea nói. Không chỉ là ông bố Jose, ân nhân kim người thầy lớn Ferguson, De Gea còn biết ơn cả những người đàn anh nơi hàng ngũ Manchester United, cả vị huấn luyện viên thủ môn khó tính Eric Stanley. De Gea cũng biết ơn cả những nhà báo đã chỉ trích anh, trong đó có cả Gary Neville. Bởi vì tất cả đều khiến anh phải nỗ lực không ngừng, nhưng sự vươn lên của De Gea còn cho thấy một tầm nhìn tuyệt vời của Ferguson. Nhà báo Graham Hunter viết, ông ấy đã chiêu mộ De Gea khi cậu nhóc 19 tuổi này đang chơi cho Atletico trong giai đoạn hoang mang. Thời ấy, De Gea gần như trận nào cũng lọt lưới, thậm chí là 3-4 quả một trận. Trong bộ truyện Harry Potter, nhân vật chúa tể Voldemort đã ký thác những phần linh hồn của mình vào các vật khác nhau, để khi chết đi vẫn có thể được hồi sinh. De Gea có lẽ cũng là một trường sinh linh giá của Ferguson. Ngài đã về hưu, nhưng ký thác niềm tin vào De Gea để quý đó, dù trật trạc thế nào, vẫn có thể mơ về một ngày tái sinh. Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm kênh Ẩm thực và cuộc sống. Nếu cả nhà thấy video này hay, thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho nhiều người khác cùng biết. Hãy đăng ký, subscribe để sớm nhận được những video tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!